Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin an toàn giao thông phát thứ 5 hàng tuần trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Trong bản tin ngày hôm nay, sau phần tin tức an toàn giao thông sẽ là phóng sự tăng cường đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện chỉ đạo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Theo đó, yêu cầu các bộ ngành địa phương công bố số điện thoại đường dây nóng về bảo đảm trật tự an toàn giao thông của các cơ quan trung ương của từng địa phương nhằm tiếp nhận phản ánh của người dân về an toàn giao thông dịp nghỉ lễ, bảo đảm phương án ứng trực theo chế độ 24/7 để giải quyết, khắc phục kịp thời các vụ việc phát sinh, huy động lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ, tập trung tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an ra quân đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đợt cao điểm bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 đến hết ngày 14 tháng 6. Tiêu chí trong đợt ra quân lần này là bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, cũng như tạo sự lan tỏa hình ảnh đẹp, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp của lực lượng cảnh sát giao thông. Cục Cảnh sát Giao thông sẽ chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông các cấp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn, thông suốt cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đi kiểm tra công tác bầu cử. Đồng thời, việc di chuyển các hòm phiếu từ các địa điểm bỏ phiếu về nơi tập kết cuối ngày cũng là mục tiêu quan trọng, không được để sai sót. Năm nay, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 được nghỉ 4 ngày. Dự báo lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn sẽ tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn. Trong những ngày này, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Tại thành phố Lào Cai, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Lào Cai đã tăng cường lực lượng, tập trung kiểm tra xử lý xe ô tô khách vi phạm chở quá số người quy định, xe không đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật, dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định. Đồng thời, huy động tối đa các lực lượng chốt tại các tuyến địa bàn trọng điểm để hướng dẫn đảm bảo lưu thông thông suốt, an toàn cho nhân dân tham gia giao thông. Đội cảnh sát giao thông công an thành phố chúng tôi tiếp tục chiến dịch xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện đối với ô tô xe khách chạy sai đường tuyến và chở quá số người quy định để đảm bảo cái việc đi lại cho nhân dân và ra quân xử lý thường xuyên cái kế hoạch chuyên đề về nồng độ cồn đối với các phương tiện kể cả là ô tô lẫn mô tô trên địa bàn thành phố trong cái thời gian dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 1 năm. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Lào Cai cũng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, nồng độ cồn và chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ và xử lý nghiêm các hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, chống người thi hành công vụ, đua xe trái phép, chủ động phối hợp bắt giữ các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông. Đồng thời, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ huy động tối đa quân số và bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, tập trung tại những cung đường có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, những khung giờ thường xảy ra tai nạn và các điểm đen tiềm ẩn nguy cơ. Đặc biệt, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm các cái trường hợp mà có các hành vi đua xe lạng lách đánh võng trong địa bàn thành phố. Thì cùng với đó là trong trước dịp này thì chúng tôi sẽ tuyên truyền nhắc nhở xe vận tải chở khách và xe tải trên các cái tuyến đường của thành phố để làm sao nhân dân trong thành phố Lào Cai sẽ có một dịp nghỉ lễ là đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong những ngày nghỉ lễ, tiềm ẩn tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Do vậy, ngoài nhiệm vụ tích cực kiểm soát tình hình trật tự an toàn giao thông của lực lượng chức năng thì bản thân mỗi người dân khi tham gia giao thông phải tự giác nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, ứng xử có văn hóa giao thông để ngăn ngừa tai nạn thương tâm xảy ra trên đường trong dịp lễ. Bản tin an toàn giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.